Let go. Bí mật nghe cả nhà nha. Bí mật là bật mí nha. Coi như là bây giờ là hôm nay là ở Mỹ là lễ mẹ. Không biết là ở Việt Nam mình có ăn lễ mẹ hay không, nhưng mà ở Mỹ là ngày hôm nay là cái ngày rất là vui. Gia đình ông bà, cô bác, anh chị em, nhất là con cái, những cái ngày này có đi đâu xa gì, có làm xa cỡ nào cũng phải đoàn tụ ăn một bữa cơm với gia đình, với cha, với mẹ. Bởi vì đây là hôm nay là ngày hôm nay là trên đất Mỹ là lễ mẹ, mà cái ngày lễ mẹ rất là quan trọng và hạnh phúc của những bà mẹ. Cho nên đó là Long xin chúc cho toàn thể tất cả các người mẹ trên năm châu bốn bể, nó tóm lại là miễn được làm mẹ thì Long sẽ chúc hết cho tất cả các bà mẹ được hạnh phúc nè. Ngày hôm nay sẽ được ăn vui nè, được con cháu về đông đúc nè, ăn một bữa cơm thật là ấm cúng trong gia đình nè, rồi được con cái lì xì cho thật nhiều nè, và để dành tiền cho thật nhiều nè, sắm vàng sắm một sòn nè. Đó, ngon chưa? Nữa hôm nay Long cũng đi ăn lễ mẹ nè quý vị, thấy không? Bởi vì ba mẹ của Long đâu có còn nữa, mà ở trên cái đất Mỹ này là coi như là Long chỉ đi ăn ké. Nhưng mà không biết là Long sẽ chọn nhà của ai đây, hiểu không? Không biết là Long sẽ chọn nhà của ai đây ta. Wow, hấp dẫn à nha. Coi như là hôm nay mình sẽ chọn đến nhà của một nhân vật nào. Có lẽ là phải là một người thật là nổi tiếng. Nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng ha. Nhưng mà thôi, mình bí mật mình không nói đâu. Một lát nữa tới nhà rồi Long sẽ bí mật cho ông bà cô bác, anh chị cùng các em đã từng theo dõi trên trang YouTube của Kim Tiểu Long nha. Rồi thì bây giờ theo chân của Long nha. Bí mật mà thật là bật mí, mà bật mí rồi thì nó mới có những điều hấp dẫn hơn, đúng không? Nó phải có cái hấp dẫn thì mới lôi cuốn cả nhà mình, đúng không? Rồi coi như là hôm nay Long phải sửa soạn cho đẹp nha. Ây da, ây da ha. Mặc cái áo thì là chói chang lồng lộn, gọi là chói chang lồng lộn là quý vị biết rồi ha. Coi như là tại bởi vì hôm nay mình là nhân vật mà đi bụi đời, đi ăn ké, đúng không? Cho nên là mình phải chơi cho nó nổi hơn mọi người ở trong nhà thì mới chịu ha. Thì bây giờ là ông bà cô bác anh chị chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Chuẩn bị đi theo chân của em chưa? Rồi đừng rời mắt khỏi màn hình YouTube của em nha. Đừng rời mắt khỏi màn hình YouTube của em nha. Chuẩn bị nha. Sắp sửa sẽ tới nhà của ai và sẽ làm gì đó. Nhân vật cũng là một thần tượng trong lòng của tất cả công chúng mộ điệu bốn phương. Thôi nói tóm lại là không nói nữa, dụ tôi hả? Tôi nói lát bể chèm hết trơn, lòi hèm hết rồi, không được đâu nha. Không được, không đặng đâu à. Để em nhìn xe chạy qua đường, vừa nói chuyện vừa chạy, nó không có đặng, nó không có tốt. Hay da. Rồi, coi như là sắp tới rồi. Chờ đi nha, Long đậu xe rồi, Long tiếp tục cuộc hành trình là cho ông bà cô bác anh chị đừng rời khỏi màn hình trong vòng một nốt nhạc. Wow, bây giờ em đã tới nơi này rồi. Mà không biết là nhà này là nhà của ai. Nhưng mà nhà này là nhà đẹp nha quý vị nha. Cái khu nhà này là cái khu nhà này là gọi là triệu triệu đô la. Cái khu nhà này là cái khu bạc triệu đô la hai con. À, hai rồi. Cái khu nhà này là từ 2 triệu mấy đô la trở lên không là nha quý vị nha. Đây là anh Hoàng Phúc. Hello, sao em đi đâu em cũng gặp anh hết vậy?
Anh chào em. Vậy hả? Tại vì rồng bay em bay thì phải cho cúc bay theo. Vậy ha. Ồ. Rồng bay mình lẻ loi buồn lắm. Cái khu này quý vị thấy không? Cái khu này quá trời nhà đẹp luôn. Nhưng mà hôm nay là em đi ăn lễ mẹ, nhưng mà không biết em đi ăn nhà ai đây. Bí mật nha. Không biết là thấy cái người nào đứng gần trước cửa nè, đó mình đi vô già. Cái này là hết dấu. Thấy không? Nhà tuyệt đẹp luôn quý vị ơi. Quý vị đừng rời khỏi đôi mắt của quý vị, đừng rời khỏi màn hình YouTube của em nha. Đứng mắt luôn nha, dù có lé đi nữa cũng là cũng phải đứng mắt lại nha, không được quyền để cho con bắt nó chinh qua một bên nha. Không, mời vào để không biết hôm nay em sẽ đi ké nè ha. Đó, trước nhà là phải có để con chó. Rồi nha, quý vị coi nha, nhà đẹp quá. Bước vô là thấy là thờ mẹ Quan Âm Bồ Tát nha. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Đây có một bài kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, thấy chưa? Quen quá. Hình như là nếu mà quý vị mà có xem trên YouTube thì thấy anh hai của tôi, anh hai mày nhé anh hai thôi chứ không cho thấy chị hai là ai nha. Thấy anh hai thôi chứ né thôi. Bí mật mà nhân vật chính thấy sao? Wow. Bước vô mình phải rờ cái đồng tiền này đặng mình có đô la cho nhiều chứ. Thấy không? Rồi, Phật Di Lạc nữa nè, đó thấy không? Di Đà Phật. Để coi quý vị coi ai nha. Em sẽ liên từ ở mồ, có thấy cái chữ chưa vậy? Em sẽ liên từ dưới lên trên. Hôm nay em sẽ đi thăm nhà của một người chị nổi tiếng, từng hát chung với Kim Tiểu Long, nhớ không? Nhà đẹp quá. Đây, hí lên chút coi. Trời ơi, hí gì nguyên cái chữ rồi còn gì nữa mà hí. Rồi quý vị coi nha. Tan 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 tan. Đây, thần tượng của tất cả mọi người, chị yêu Ngọc Huyền. Thấy chưa, cái hình này giống như là 18 tuổi vậy đó. Mà không ngờ 18 gì mà giỏi quá vậy, đẻ hai đứa con bành xà ná luôn rồi. Đó, thấy chưa. Chắc ca hay mà quay phim cũng hay, không có không buông tay. Thấy không? Trời ơi. Người ta coi không có đã chứ. Yeah. Thấy không? Thấy, đó. Đi bước vô. Thấy không? Đây, bước vô nhà là treo những cái tấm hình. Đây là ba, đây là ông bố, bố của chị Huyền. Đây là máy gia đình của chị Ngọc Huyền, nghệ sĩ Ngọc Huyền mà quý vị khán giả đã yêu mến chị, hiểu không? Nhớ những cái tấm hình này hồi xưa chị Huyền với Long đi chụp hình lịch nè. Thời đó là đỉnh điểm của hình lịch, hiểu không? Chi Bảo Lịch. Đó, vô nhà tham quan người nghệ sĩ. Tham quan nghệ sĩ, đó. Hôm nay chúng ta làm gì mà máy móc nhiều quá. Ồ, hôm nay chúng ta phải đánh một show rất lớn rồi. Xin chào quý vị. Mẹ. Hello, chào con. Con đang quay YouTube mẹ ơi. Dạ. Đó. Quý vị đây là quý vị thấy mẹ. Quay mẹ xấu lắm. Đâu có sao đâu mẹ. Phải như vậy. Giờ mẹ có né với con cũng không được đâu mẹ. Con quay cái chi. Cái gì vậy mẹ? Xấu đâu mà xấu. Mẹ con vẫn trẻ, mẹ con vẫn đẹp. Đây là con trai Út của chị Huyền. Con chào cậu chưa? Chào cậu. Chào cậu, con chào bằng tiếng Việt coi. Con chào tất cả mọi người coi. Chào mọi người. Đó, dễ thương quá. Dạ. Đây, bố của chị yêu, đó là bố chị Huyền, đó thấy không? Mẹ có kho đồ hũ với đám chai cho con kìa. Dạ, chị có nói với con là hôm nay mẹ kho đồ chai cho con. Dạ, cảm ơn mẹ. Tại vì nói là con ăn chai cho nên là chứ mẹ nấu nồi có lòng kìa. Trời ơi, con dạ. Ở Việt Nam nó bùng quá rồi, sao con về đây? Vậy thì tới đó là tính thôi chứ giờ sao? Dạ, dạ. Giờ. Bữa nay ở Đà Nẵng em biết nó phát phiếu cho dân đi chợ. Cứ năm phát 5 ngày 5 phiếu cho dân đi chợ.
Quý vị thấy không, là bố là có một cái dốc dáng cực kỳ tuyệt vời. Xưa nay bố chỉ có một cái thân hình nhỏ, gọn thon, gọi là mình dây. Mấy chục năm nay không bao giờ mập. Đúng không? Phúc ơi, chị nào nó cũng nói nghe. Dạ, dạ. Cái đồ ăn này có trái cây nè. Trái cây cắt sẵn đó. Đây, lại tới đây là đồ ăn bát ngát luôn. Mấy chục năm nè ha. Dạ. Cha con mình gặp nhau ở Mỹ ha. Dạ. Tại sao mình lại hát ở Việt Nam cho đã, rồi cuối cùng cũng gặp nhau trên đất Mỹ hết mẹ ha. Dạ. Trời ơi, mẹ nói thiệt với con, mình giới Việt Nam quá rồi đó. Dạ. Con biết làm sao đi về. Con nghĩ là mọi người mà coi mẹ, hoặc là má Mai mà coi mẹ, chắc là nhớ mẹ lắm luôn á. Dạ. Mẹ cũng nhớ, má Mai con nhớ mọi người bên Việt Nam nhiều lắm. Con biết làm sao đi về, tại về cách ly mà 20 mấy ngày chắc chết quá. Thôi tháng 7 mình về đi mẹ. Mẹ cũng vậy đó. Dạ. Nếu mà thấy ổn ổn mà vé được á, ổn ổn tháng 7 con với mẹ với chị về nha. Trời ơi, cho bố về luôn đó. Dạ, về luôn. Dạ, phải về thôi. Dạ, bố đi Pháp để gặp đi cháu nội nữa đó. Thương quá bố ơi. Về ghê lắm mà, giờ dạ. Dạ. Làm sao về? Phải về thôi, tới đó phải về. Dạ. Nhớ nhà, nhớ quê hương. Cái bếp đẹp ghê không quý vị ha, đó. Ủa chị đâu rồi, mẹ sửa soạn hả? À, chị mới đi lên đó con, chị dạ. Con lên lẻ đi. Dạ. Con lên lầu đi. Dạ. Hôm nay tại nhà của chị yêu, Lâm đến đây là vừa ăn ké lễ mẹ, mà vừa hôm nay là tổ chức một cái show hát live, tất cả đều hát live, trực tiếp YouTube cho tất cả gia đình của mình xem, nghe không? Facebook luôn. Dạ. Hai bên. Xin bà con ủng hộ, xin bà con ủng hộ. Ủa, bà xã cái đi hả Phúc? Trời ơi, bà đang làm cho bà Mễ nè. Có con bà Mễ đang làm khách á, khách làm heo. Thấy không nhà, đồ đạc nè, đang chuẩn bị xịt ướp máy một lát chúng em phải trực tiếp nè. Quý vị thấy chưa? Đó. Hết ý ha. À, anh đi ra lưng. Dạ. Ồ, quý vị thấy em trong TV không quý vị? Lúc ngày cái phọt của em đẹp quá hả quý vị ha. Thấy không? Trời ơi. Đó, những bức hình nè. Thấy không? Hồi xưa mấy cái hình này chắc là lâu rồi, cũng lâu rồi. Yeah. Một bức tranh tuyệt đẹp. À, quý vị ha. Nhìn mấy cái tấm hình này nhớ lại hồi xưa, cả chục năm, mười mấy năm về trước, lúc nào cũng quay video. Chị em sáng thức dậy là bắt đầu chuẩn bị quay video cải lương. Thời đó đi đâu làm gì cũng quay cải lương ở đó, thấy không? Đây là cái đường lên lầu. Wow, cái lầu thang quý vị thấy đẹp không? Nhà này cũng là, bây giờ là cũng là 2 triệu mấy đó nha quý vị nha. Nhà này cũng 2 triệu mấy đô la căn nhà này đó. Chứ không phải ít đâu, nó nằm ở biển Long Beach mà. Wow, quý vị thấy Long quay sơ một số cảnh trong nhà của chị Ngọc Quyền cho quý vị coi nha. Đây những tấm hình con trai, con gái. Nhà gì đâu mà đẹp dữ vậy. Từ trên xuống dưới đó, quý vị thấy không? Nhà quá trời, phòng quá trời luôn ha. Chỗ này chắc thờ Phật nè, tụng kinh của mẹ nè. Bàn thờ thăm. Dạ. Đâu có gì đâu chị, đẹp mà. Như vậy người ta mới thấy là gia đình. À. Em biết mà. Đó, tâm bảo nè quý vị. A Di Đà Phật. Nhà Bổn Sư Thích Ca nè. Đó, thấy không? Cũng thờ Phật rất là nhiều luôn ha.
Quá trời đẹp luôn quý vị thấy không? Nhà rộng nhà lớn quý vị thấy không? Bức tranh Quan Âm Bồ Tát rất đẹp luôn. Quý vị thấy không? Nhà lớn nhà rộng nhà đẹp nhiều phòng. Đó. Rồi, chờ lát nữa nhân vật chính xuống đi ha quý vị ha. Đang sửa soạn nè. Long phải đi xuống là Long chuẩn bị Long tập nhạc một chút nha. Chút xíu nữa đây ha, gặp nhân vật chính cho quý vị xem nha. Rồi chờ Long chút nha. Đừng rời khỏi màn hình. Cặp mắt hãy đứng đó nha, không để cho cặp mắt chịch qua chịch lại, dù có lé cũng đứng thẳng một bên giùm em nha. Chúng ta nhập chung lứa trong riêu cành bao tù, hai chắc cánh để nó bay xa. Cho nó thấy nước rộng trời cao, núi hiểm rừng sâu và biển cả trùng. Nói với nó hiện tình khốn khổ của anh, một cô đôi ba chồng. Cho nó được sang đất sang lòng, phân biệt thế nào là ghét là thương. Nguyệt à, từ lâu rồi em cứ tuyệt xua đuổi anh. Hello. Nhưng lần này anh xin em cho anh thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Không thỉnh được thoảng. Không được. Trời ơi. Lâu lâu tái lệnh đâu được. Không được có nghĩa là chứ này nghĩa đơn là cái đoạn đầu. Em muốn bước thêm một bước nữa với người khác à. Anh Minh, có thể bỏ cái anh sau đầu đó anh nhỉ. Là để tụi em ao luôn. Anh lấy lại cái đó. Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn hết. Anh đừng đến đây nữa. Rồi vô đi anh. Vô nữa. Không được, vô thử không được, đừng để dài quá. Không được. Không được có nghĩa là, có nghĩa là em muốn bước đến với một người khác nữa à. Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn. Anh đừng đến đây nữa. Được rồi. Vậy thì từ nay chúng ta cùng lo cho con. Anh về nha. Anh về nghe Nguyệt. Dạ. Anh về. Anh về nha. Anh về nghe Nguyệt. Dạ. Anh về. Trời ơi, nói về hoài chứ có về không? Về rồi. Ai ở đây vậy? Vậy thôi ở lại nha. Hello. Hello. Cái này thì nó chắc hơn và nó thiếu vang. Cái này thì nó mới là cái giọng của em. Cái này mới là giọng của em. Vang, vang, vang. Hello, vang lắm ha. Hello. 1, 2. Dạ, cho nó đỡ ngộp á. Hello. Rồi livestream thử coi. Livestream thử đi. Vô cái Ngọc Huyền Vũ livestream và off đi. Off cái xin đồ. Rồi anh, để chờ cho tụi em tập cây cầu dừa nha. Cây cầu dừa. Chị, sao không đập Tướng Nguyệt lại đi, chị thấy ổn cho. Không, chị thấy ổn rồi. Yên tâm. Ok. Rồi. Tới chút... đó ổn, ổn thì phút anh làm thôi. Không sao, nhưng mà ông Nguyên hát rồi. Chút nữa. Thì cũng lâu lắm rồi đó, 4-5 năm rồi đó. Hát với người lung lình 5 năm rồi đó. Rồi. Bây giờ cây cầu dừa nha. Cầu dừa là kép. Rồi. Chút nữa chị sẽ mát cái mụn. Okay. Ti cho em mượn cái masker đi. Đó là Ti, Ti biết không Ti? Nhã nhã, em coi, em lấy cái masker, mấy cái chữ nào chữ Nguyệt á, em mask cho chị. Hay like á. Chữ Nguyệt á hả? Chữ Nguyệt á, cái nào mà Nguyệt khác á, em hay like cho chị. Rồi,
nha em nè. Quyền ơi, Quyền ơi, hôm nay mình đi về quê chơi em ơi. Lẹ lên. Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, đi mà không khéo té như chơi. Mỗi xóm má đào vẫn gước cao gốc làm sao qua cầu dừa. Em ở phố thì em ở phố thì quen rồi sẽ cùng đông. Em có một cái dặn anh ha. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh dài trước em sao, em cùng anh quân vui bên nhau. Cây me trước nhà cây kế sông hoa, treo leo cùng rồi. Vậy là ao phải không? Sống ở thành đô em đã quen rồi, mỗi bước chân đi có ngựa sẽ đưa đón. Hình ảnh chiếc cầu dừa vừa nói liền hai tâm xóm, chỉ còn lại trong mơ mỗi khi em ngồi nhung nhớ quê nhà. Anh ơi, chắc chút nữa tắt nha, nó đừng có bay như nhà của em nè. Kỷ niệm miền quê, ôi ta tiếc đậm đà. Sống ở trên em quanh đi thời thơ ấu, bên giếng nước đầu cà, bên dòng kinh giới nên thơ. Em bây giờ có cuộc sống giàu sang, chân cô cao cao làm sao qua được cầu dừa. Nè, không cần lắm xin cầu cũng khó đi, bởi nó thích đùa nên cầu chiêu em bé. Như hồi đó ông Thanh Hải không? Ông tìm cái này tìm chất khác nữa. Đó, đẹp rồi. Cũng đang có chị đó. Trái tim. Đầu đu luôn để cho anh Phúc anh khỏi chuyển dây còn gì. Đẹp nha, đẹp ha cả nhà ha. Quá đẹp. Em ngồi thử, em ngồi thẳng lên coi em yêu. Hả? Chọn nó quay từ cận cho thích. Đẹp mà. Đẹp mà, đừng có lo. Thăm nhà nghệ sĩ mà, đó. Đời tư của Ngọc Quyền. Ngọc Quyền chào mọi người các coi. Chào tất cả nha, quý vị khán giả đang xem link YouTube của Kim Tiểu Long. Dạ. Dạ, đó. Bây giờ là hai chị em đang tập tuồng đó, quý vị thấy không? Canh nghe y như cái đó tôi biết không? Trong đây tôi biết cái câu cổ nhạc đó. Không sao, không có cổ nhạc. Đây là nghĩa sữa. Nhìn ảnh là biết có sữa rồi đó. Anh Nghĩa xích qua tí không? Để anh thôi mất anh Nghĩa. Được rồi. Anh dễ đuổi mới vậy luôn. Vậy đẹp quá anh. À, anh muốn phân nửa thôi phải không? Ôi, thấy cái tay đẹp quá. Hội trường, hai chị em thôi. Cảnh hội trường nè, về coi về mới vui. Hả? À. Ô ta đừng có bỏ chai nước xấu không? Bỏ chai nước xuống dưới đi. Lấy mình để dưới. Hello, check. Anh ơi, và bây giờ livestream thử đi. Anh để thử coi cái nó mình có bị lót cái âm thanh không nha.
Đợt đó mà có live stream thử vô căng thanh á, bị overheat á. Dạ, 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 con cảm ơn mấy. Trời, cả nhà rộn nhịp đó, mọi người thấy vui quá hả quý vị ha. Trời ơi đó. Em để vậy được rồi phải không? Dạ. Thì ăn thua không nhìn xuống rồi máy muốn lấy góc nào lấy là gì vậy đó. Máy chỉa vô thôi. Cái này là toàn bộ là hai chị em hát live hát sóng hết nha quý vị nha. Là chưa bao giờ được tập luôn, cũng không có thời gian để tập luôn đó. Có nghĩa là hát mà lỡ mà có chuyện gì sơ sót là mọi người hãy bỏ qua cho đó. Đúng không? Quay không khí trong gia đình của mình đó mẹ. Để bên ha. Rồi, để chúng ta đây tí luôn. Lặp lại câu nữa. Vui không quý vị ha, vui lắm ha. Nghệ sĩ gặp nhau thì hát ca vậy ha. Ở Mỹ này rất là mọi việc là coi như là ca hát trở lại bình thường, cuộc sống cũng bình thường á. Hiện tại là bình thường, mình thấy vậy là mình đã vui ha. Trời ơi nghe tôi nhớ sân khấu quá trời quá đất luôn rồi. Dạ. Đó là như vậy là bắt đầu vô rồi nhưng mà thêm nữa. Thêm. Vậy thì nó đúng hơn. Đó là từ bây giờ đang định lắng lại. Ngọc Quyền đó, thấy cảnh sinh hoạt nghệ sĩ ở bên đây quý vị thấy không? Cho nó vui quay những cái thước phim ở trong gia đình đang sinh hoạt với nhau ngay ngày lễ mẹ, ca hát đang tập thấy quý vị ha. Bây giờ thì chúng em cũng bắt tay vào làm việc, chuẩn bị cũng tới giờ lên sóng rồi. Thôi mọi người xem cái cuộc trò chuyện cũng như là coi cái cảnh sinh hoạt trong nhà của chị Quyền. Thì mong rằng tất cả quý vị đăng ký kênh YouTube của Rồng Nhỏ Kim Tiểu Long nha. Bây giờ Long phải vào công việc, Long phải làm việc nha, tập trung nha. Ok, bye bye tất cả các tình yêu nha. Chờ đợi ngày. Oh.